Xin chào tất cả các bạn. Trong bài ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm trả về giá trị cuối cùng trong Excel. Thì ở đây mình có một ví dụ bao gồm 3 cột nhé. Thì ở đây phần sản phẩm sẽ gồm có 3 sinh viên từ 1 đến 3 này. Còn bên này là cột ngày này, từ ngày 23 đến ngày 26 này. Còn bên này là cột doanh số. Thì giả sử bây giờ mình muốn lấy ra cái thông tin của bạn sinh viên 3 chẳng hạn. Cái thông tin gần nhất của bạn sinh viên 3 thì bạn sinh viên 3 ở đây có 3 cái số liệu đúng không ạ? Ở đây là 1 này. Đây là 2 này, đây là 3 và đây là 4 này. Thì bây giờ mình muốn lấy ra cái doanh số gần nhất của bạn ấy thì sẽ là ngày này đúng không? Ngày 26 tháng 4, có nghĩa là nó nằm ở cuối cái danh sách này. Thì bây giờ làm thế nào để lấy ra được cái danh sách này ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ không thể sử dụng được cái hàm VLOOKUP nha. Bởi vì cái hàm VLOOKUP nó sẽ trả về cái giá trị đầu tiên là cái số 26 trên này. Thì bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem nha. Các bạn sẽ bằng này, VLOOKUP này, TAB này. Sau đó đầu tiên là sẽ là cái vị trí ô chứa cái điều kiện này. Sau đó các bạn phẩy này, rồi tiếp theo là vùng dữ liệu để chứa cái điều kiện và cái dữ liệu trả về ấy. Sau đó các bạn phẩy này. Rồi các bạn chọn thứ tự cột chứa cái dữ liệu trả về là cột doanh số này. Rồi sau đó các bạn chọn không và cả chu này. Rồi các bạn enter. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ trả về số là 26 đúng không ạ? Thì có nghĩa là nó sẽ trả về cái thứ tự đầu tiên chứ không phải là cái số liệu cuối cùng ở bên dưới này. Thì đó là hàm VLOOKUP. Còn trong bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hai cái hàm XLOOKUP và LOOKUP này để tìm ra cái giá trị cuối cùng trong cái bảng dữ liệu này. Thì các bạn lưu ý giúp mình cái hàm XLOOKUP này nó chỉ hiện có trong cái phiên bản Excel 365 nhé, các phiên bản khác sẽ không có. Còn hàm LOOKUP này thì nó sẽ có trên mọi phiên bản Excel. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm XLOOKUP để tìm kiếm cái giá trị cuối cùng trong vùng dữ liệu nha. Thì ở đây mình đã có những cái cú pháp của cái hàm XLOOKUP này, các bạn có thể đọc thêm và tham khảo nha. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng vào bài này, các bạn sẽ ấn bằng này, đầu tiên các bạn sẽ gọi tên hàm trước. Mình sẽ chỉnh với đầu dòng này, viết cho nó dễ đi. Thì đấy, các bạn sẽ nhập cú pháp của hàm là bằng này, XLOOKUP này, các bạn tab này. Thành phần đầu tiên sẽ là gì ạ? Thành phần đầu tiên sẽ là vị trí cái ô chứa cái điều kiện. Để cái nơi mà các bạn đặt điều kiện đấy. Sau đó các bạn phải này. Thành phần thứ hai sẽ là vùng dữ liệu mà chứa cái vùng điều kiện đấy. Là cái cột này đúng không ạ? Sau đó các bạn phải. Thành phần thứ ba là gì ạ? Là cái return array này, có nghĩa là cái vùng chứa dữ liệu trả về này, là cột doanh số này. Rồi sau đó các bạn phải này. Cái thành phần tiếp theo là if not found, có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nếu như mà nó không tìm thấy được cái kết quả trả về ấy, có nghĩa là cái số liệu này không có này, thị trường trong VLOOKUP thì nó sẽ là not available ấy. Còn trong này thì các bạn có thể đặt một cái thông báo bằng cách là mở ngoặc hoặc đóng ngoặc này, hoặc là nếu các bạn không muốn đặt thông báo các bạn chỉ cần phải một cái nữa để bỏ qua nó ấy. Nhưng ở đây mình sẽ đặt một cái thông báo, chẳng hạn mình sẽ mở ngoặc, mình sẽ đặt một cái thông báo là không tìm thấy đi. Rồi sau đó các bạn phải tiếp này. Cái thành phần tiếp theo nó sẽ là cái thành phần để chúng ta sẽ làm theo cái tiêu chí nào ấy. Chính xác thì sẽ là không này, các bạn có thể nhập không hoặc là các bạn có thể phẩy và tiếp. Còn đây là cái thứ tự sắp xếp, có nghĩa là một này nó sẽ là sắp xếp theo kiểu từ trên xuống dưới này, còn trừ một nó sẽ là ngược lại từ dưới lên trên này. Cái một này nó giống như hàm VLOOKUP vậy, nó sẽ bắt đầu tìm kiếm từ trên xuống dưới cái dữ liệu mà các bạn cần tìm, còn trừ một nó sẽ ngược lại. Bài của chúng ta là tìm từ dưới lên trên mà, bởi vì chúng ta sẽ lấy cái số liệu cuối cùng, nó sẽ tương ứng thì sẽ lấy từ đầu từ dưới lên trên này. Đó thì các bạn sẽ nhập là trừ một hoặc các bạn ấn tích lúc đấy cũng được này. Sau đó các bạn đóng ngoặc rồi enter này. Đó thì kết quả được tìm thấy này. Thì như các bạn thấy sinh viên 3 là cái kết quả gần nhất của bạn ấy là 87 này. Đó. Rất là chính xác đúng không ạ? Vậy chúng ta có thể thử với các sinh viên khác. Sinh viên 2 chẳng hạn. Các bạn enter này. Đó, thì sinh viên 2 ở đây đúng không ạ? Là 95 đúng không ạ? Chúng ta sẽ thử với sinh viên 1 này. Rồi các bạn enter này. Đó, nó là 84 đúng không ạ? Đây, bây giờ chúng ta phải thử sinh viên 4 chẳng hạn. Đó, nó ngay tức sẽ hiện là không tìm thấy ấy. Rồi. Thì ok, thì đó là hàm XLOOKUP. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái hàm LOOKUP để tìm kiếm nha. Thì ở đây mình cũng đã chuẩn bị cho các bạn cú pháp về của cái hàm LOOKUP rồi. Thì hàm LOOKUP bao gồm 3 thành phần, đó là giá trị cần tìm,
Vùng chứa giá trị cần tìm và vùng chứa giá trị kết quả. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nằm luôn để các bạn hiểu rõ hơn nhé. Thì các bạn sẽ vào đây và đầu tiên vẫn phải là nhập cái cú pháp của hàm là bằng lookup này. Đó, các bạn tab này. Thành phần đầu tiên là gì ạ? Thành phần đầu tiên các bạn sẽ nhập 2 giúp mình nhé. Thì tại sao lại nhập 2 thì tí nữa mình sẽ giải thích cho các bạn sau ạ. Thì thành phần thứ hai là gì ạ? Thành phần thứ hai sẽ là cái vùng dữ liệu mà chứa cái điều kiện này. Mình sẽ chọn trước này. Sau đó mình sẽ nhập là bằng bằng với cái gì ạ? Bằng với cái điều kiện bên này này. Đó. Thì để xem được là cái đoạn công thức này nó sẽ chạy như thế nào thì các bạn phải bôi đen nhé. Để sau đó các bạn vào format à formula này. Rồi chọn granular này. Đấy đây. Đây là kết quả trả về đối với cái công thức vừa nãy. Thì có nghĩa là gì ạ? Thì có nghĩa là những cái sinh viên nào mà bằng với sinh viên 1 ở đây thì nó sẽ trả về là true. Còn nếu mà không phải là sinh viên 1 thì nó sẽ trả về là false. Thì như các bạn thấy ở đây này, sinh viên 1, sinh viên 3 rồi sinh viên 2 thì có nghĩa đây là phải true false false đúng không ạ? True false false đó. Thế là rất đơn giản và dễ hiểu thôi ạ. Thế là nó sẽ trả về những cái kết quả nào mà nó đúng với cái điều kiện này thì nó sẽ trả về true này. Sau đó các bạn Ctrl Z này, chúng ta làm tiếp này. Thì ở đây các bạn sẽ làm gì ạ? Các bạn sẽ thêm vào giúp mình nhé. Các bạn sẽ nhập là 1 chia cho cái công thức vừa nãy này. Đấy, các bạn ra đây các bạn đóng vào cả. Rồi các bạn sẽ kiểm tra xem nó trả về cái gì ạ. Các bạn cũng bôi đen. Rồi vào thẻ formula chọn column lao. Đó, thì nó sẽ trả về là 1 và deep trên 0. Thì như các bạn biết là true thì nó sẽ trả về. True thì có nghĩa là 1, còn false nghĩa là 0 đúng không ạ? 1 chia 1 thì vẫn bằng 1, còn 1 chia 0 thì là nó ở dưới mẫu không thể bằng 0 được, nên là cái kết quả là vô nghĩa đúng không ạ? Thì có nghĩa là gì ạ? Cái hàm lookup này nó sẽ tìm cái số 2 trong cái đoạn này. Thì có nghĩa là nó sẽ tìm sao trong cái đoạn này đúng không ạ? Thì theo cái thuật toán của lookup ấy là nó sẽ tìm số 2 cho đến khi nó thấy thì nó sẽ dừng. Nhưng mà nếu như nó tìm không thấy thì nó sẽ lấy cái kết quả cuối cùng hay còn gọi là cái kết quả gần nhất. Thì có nghĩa là để dựa vào chúng ta thấy được cái dữ liệu cuối cùng, cái giá trị cuối cùng trong cái dãy này ấy, có nghĩa là cái số 1 này này, đó. Thì các bạn phải Ctrl Z để làm tiếp này. Sau đó các bạn phải này. Sau đó các bạn phải. Sau đó là cái vùng chứa giá trị trả về thì là cái cột này này. Đó, sau đó các bạn đóng ngoặc lại rồi enter. Đó, như vậy là nó cũng trả về sinh viên 1 là 84 đúng không ạ? Đó, thì nó vẫn là rất là chính xác. Đây chúng ta phải chọn sinh viên 3 chẳng hạn. Đó, nó cùng là 87. Thì bây giờ để hiểu rõ hơn về cái hàm này thì các bạn có thể ấn chọn một cái ô biểu thức đấy này. Rồi các bạn có thể formula này. Sau đó các bạn chọn là evaluate formula này. Đây thì ở đây là sẽ hiện công thức và các bước làm. Để xem cái bước tiếp theo và cách hoạt động thì các bạn thử ấn vào evaluate này. Thì đây là công thức đúng không ạ? Thì các bạn ấn này. Đó, thì đầu tiên là nó sẽ kiểm tra xem những sinh viên nào là bằng với sinh viên điều kiện. Đó thì nó sẽ để nó trả về true hoặc false đấy ạ. Bước tiếp theo nó bắt đầu trả về này. Đây là bắt đầu trả về true hoặc false này. Có nghĩa là nó điều kiện nào mà trả về đúng thì nó là true, còn sai nó sẽ là false này. Đó. Sau đó các bạn evaluate tiếp. Còn bây giờ là nó sẽ thực hiện phép chia, thực hiện phép một chia đấy. Thì cái những cái nào sai thì nó sẽ là deep trên 0 này. Vì nó là 1 trên 0 mà 1 trên 0 là phân số nó kiểu là vô cùng ấy, nên là nó không chính xác. Vì nó không phải là số chính xác nên là cái kết quả tìm kiếm số 2 này nó sẽ không chọn cái này mà sẽ tìm trong những cái số 1. Mà trong những cái số 1 này thì nó sẽ không có cái nào 2 nên là nó sẽ trả về cái kết quả cuối cùng mà nó tìm thấy trong cái dãy này. Nên là thay vì ở đây các bạn đặt số 2 thì các bạn có thể đặt là số 3 hoặc là số 4 tùy các bạn. Thì miễn sao là trong cái dãy này nó không thể tìm kiếm được cái số mà các bạn đặt ấy, có nghĩa là nó phải khác với số 1. Đó, nên là đây là cái cách hoạt động của nó, nên là cuối cùng nó sẽ trả về cái số 1 cuối cùng. Rồi sau đó các bạn evaluate này, nó sẽ nhận kết quả này. Đó. Thì đó là cách mà cái hàm lookup này hoạt động. Đó, hoặc là bây giờ các bạn có thể vào đây các bạn thay này. Các bạn có thể đổi số 2 này thành một số khác này xem nó có chính xác không nhá. Bạn có thể đổi thành 3 này, các bạn enter này. Đó, thì nó vẫn là 87. Hoặc là các bạn có thể chọn đây là 1.1 cũng được. Các bạn enter, đó thì nó vẫn chính xác. Các bạn đặt sao cho nó miễn sao nó khác số 1 và lớn hơn số 1 là được. Đó. Thì đó là cách thức hoạt động của cái hàm lookup này.
Thì đây cũng là tất cả những cái nội dung mà mình muốn chuẩn bị trong bài ngày hôm nay rồi. Cái công việc này nó rất là đơn giản nhưng mà mình nghĩ là sẽ hữu ích cho công việc tương lai của các bạn. Chúc các bạn thành công nha.